Xin chào tất cả các em. Và ở video này chúng ta sẽ tiếp tục đi giải quyết bài tập số 2 ở trang 96 sách giáo khoa hóa học lớp 10 nhé. Chúng ta cùng quan sát đề bài ở đây. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen, fluorochlorobromiod? Câu A, nguyên tử có khả năng thu thêm một e. Câu B, tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hydro. Câu C, có số oxy hóa âm 1 trong mọi hợp chất. Và câu D, lớp electron lớp ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. Để giải quyết câu số 2 này thì chắc chắn là chúng ta phải nắm vững được kiến thức của bài học rồi. Chúng ta có thể xem lại ở đây. Các nguyên tố halogen của chúng ta, chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Do đó, trong các phản ứng hóa học thì nó sẽ có xu hướng nhận thêm E, nhận thêm một E để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Vậy thì câu A là một phát biểu đúng các em nhé. Câu B, tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hydro. Câu này có đúng không? Vậy thì chúng ta phải nhớ lại là các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực thì là như thế nào? Đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ đi xét hiệu độ âm điện. Được chưa? Các cái hợp chất của halogen với hydro nó sẽ có cấu tạo dạng là HX các em nhé. Nó sẽ có cấu tạo dạng HX. Đó. Vậy thì để xem là hợp chất này nó có phải là hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực hay không thì chúng ta phải đi xét hiệu độ âm điện. Hiệu độ âm điện. Nếu hiệu độ âm điện lớn hơn 0,4 và nhỏ hơn 1,7 thì chứng tỏ liên kết ở trong hợp chất của chúng ta là liên kết cộng hóa trị có cực. Đó. Và ở đây thì chúng ta đã có độ âm điện của các nguyên tố halogen ở đây. Đây các em nhìn này, fluor thì độ âm điện là 3,98, đây là độ âm điện cao nhất. Clor là 3,16, brom là 2,96 và iốt là 2,66. Độ âm điện của hydro là 2,2. Vậy từ ở đây chúng ta sẽ tính ví dụ nhé. Cô tính ví dụ hiệu độ âm điện trong hợp chất HI. HI này. Cô tính ví dụ hiệu độ âm điện trong hợp chất HI. Thì cô sẽ lấy độ âm điện của iốt là cao hơn. Độ âm điện của iốt chúng ta có thể xem ở đây là 2,66. Chúng ta trừ đi độ âm điện của hydro là 2,2. Kết quả ra 0,46. Thỏa mãn lớn hơn 0,4, nhỏ hơn 1,7. Vậy thì HI là hợp chất cộng hóa trị có cực, đúng không? Và tương tự, do độ âm điện của các nguyên tố fluor, clor, brom đều lớn hơn iốt, cho nên hiển nhiên hiệu độ âm điện của nó sẽ lớn hơn 0,46. Và nó vẫn nằm trong khoảng 0,4 đến 1,7. Chúng ta có thể thử lại với các nguyên tố còn lại nhé. Và đến đây thì chúng ta khẳng định được là phát biểu B là một phát biểu chính xác, đúng không nào? Đến phát biểu C, có số oxy hóa âm 1 trong họ mọi hợp chất. Điều này có đúng không ạ các em? Các em chú ý là do fluor là chất có độ âm điện lớn nhất, cho nên chỉ có duy nhất fluor thì nó chỉ thể hiện số oxy hóa là âm 1 thôi. Đây, chúng ta có thể xem lại cái phần lý thuyết trong sách giáo khoa. Fluor có độ âm điện lớn nhất nên trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxy hóa là âm 1. Các nguyên tố halogen khác ngoài số oxy hóa âm 1 còn có các số oxy hóa là dương 1 này, dương 3, dương 5 và dương 7. Đó. Vậy thì phát biểu C của chúng ta là một phát biểu không chính xác. Vậy thì đến đây chúng ta đã khẳng định được là đáp án đúng của bài tập số 2 đó là đáp án C, đúng không nào? Cô sẽ đi giải quyết tiếp phương án D xem nó có đúng hay không nhé. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. Điều này thì hoàn toàn chính xác rồi. Như vừa nãy chúng ta nói ở câu A, đó là các nguyên tố halogen thì trong nguyên tử của nó chỉ có 7 electron ở lớp ngoài cùng, cho nên nó sẽ có xu hướng nhận thêm một E để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Đó. Vậy thì như vậy chúng ta có đáp án của câu số 2. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé.
Và như vậy thì thông qua bài tập số 2 này thì chúng ta có thể nhớ lại những cái kiến thức cơ bản. Đó là thứ nhất là nguyên tử của các nguyên tố halogen thì nó đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Đúng chưa? Do đó thì nó sẽ có khả năng nhận thêm một e để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Thứ hai đó là trong các hợp chất thì chỉ có flo là chỉ thể hiện số oxy hóa là -1. Còn các nguyên tố khác như là clo, brom, iốt thì ngoài số oxy hóa -1 nó còn có số oxy hóa là -1, -3, -5, -7. Đó. Và thứ ba nữa đó là trong hợp chất với hiđro thì nó là các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực các em nhé. Đó. Và như vậy chúng ta giải quyết xong bài tập số 2 rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.